Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vaccine có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2021. Hộ chiếu vaccine được cấp cho người đã tiêm đủ 2 mũi với 8 loại vaccine đã được Bộ Y tế cấp phép. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, quy trình cấp hộ chiếu vaccine cho người dân được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước. Quy trình cấp gồm 3 bước. Bước 1, các cơ sở tiêm chủng ra soát, xác minh, xác thực thông tin người dân tiêm chủng vaccine COVID-19. Bước 2, các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Nền tảng này kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với hệ thống quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19, đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành. Bước 3, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tập trung, chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn của EU quy định. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động đón năm mới 2022 có phương án tùy theo cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn. Nếu dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh ở cấp 1 và cấp 2, thành phố sẽ tổ chức chương trình đếm ngược countdown đón năm mới vào đêm 31 tháng 12 tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ và đường Lê Duẩn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur, quận 1. Đồng thời, tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại thành phố Thủ Đức và các quận huyện khác vào đêm 31 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Nếu dịch ở cấp độ 3 hoặc 4, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ban ngành, đoàn thể thành phố Thủ Đức và các quận huyện xây dựng kế hoạch tổ chức, chủ động giảm quy mô hoặc tạm dừng tổ chức sự kiện, điều chỉnh phương án phòng chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ. Hiện dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đang duy trì ở cấp độ 2. Sau hơn 2 tháng triển khai chỉ thị số 18 và thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ, hoạt động sản xuất công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang dần ổn định. Mặc dù trong các nhà máy xí nghiệp F0 vẫn phát sinh hàng ngày qua công tác sàng lọc người lao động, tuy nhiên sự linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành phòng chống dịch của chính quyền thành phố đã trao quyền chủ động cho các doanh nghiệp để không gián đoạn sản xuất. Tính đến giữa tháng 12 năm 2021, đã có 1.395 trên 1.414 doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khôi phục hoạt động. Khoảng 245.000 công nhân đã trở lại nhà máy, tương đương 88% lao động so với trước dịch. Tôi thì vừa rồi cũng có tìm hiểu qua thì một số các cái đơn vị y tế tư nhân mà đang làm công tác thu dung điều trị như chúng ta thì họ đều là phải rất vất vả với cái giá mà mình quy định của ngành y tế. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta về phía chính phủ, về phía nhà nước, chúng ta nên cho xã hội hóa và cho một cái quy chế về giá để các cái đơn vị y tế tư nhân khi thực hiện cái này họ làm tốt và họ không bị lỗ vào cái quy trình của họ làm, thì như vậy là một cái hướng xử lý đỡ cho cái gánh nặng của nhà nước rất nhiều. Mặc dù trong các nhà máy, xí nghiệp, F0 vẫn phát sinh hàng ngày qua công tác sàng lọc người lao động, tuy nhiên, sự linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành phòng chống dịch của chính quyền thành phố đã trao quyền chủ động cho các doanh nghiệp để không gián đoạn sản xuất. Theo Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ trên Bộ Tiêu chí An toàn phòng chống dịch do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, thì tất cả các doanh nghiệp đều đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch. Để hỗ trợ người dân được chăm sóc y tế, năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp triển khai mô hình khám chữa bệnh từ xa tới các hộ gia đình. Bộ Y tế đã lựa chọn Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để làm thí điểm triển khai mô hình khám chữa bệnh từ xa với một số bệnh viện vệ tinh. Trong suốt 2 năm qua, mô hình này ngày càng cho thấy những hiệu quả tích cực. Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư tấn công khi nước ta chưa đạt được độ bao phủ vaccine, số ca mắc kỷ lục, nhiều trường hợp nặng, hệ thống y tế bị quá tải. Chính điều đó đã gây trở ngại cho việc khám và điều trị COVID-19 và cả các bệnh lý khác. Hệ thống khám chữa bệnh từ xa đã cho thấy sự thay đổi trong việc khám chữa bệnh truyền thống. Nhiều ca nặng đã được hội đồng bác sĩ hội chẩn trực tiếp từ xa, giảm thiểu được tỷ lệ tử vong và tăng nặng của người bệnh. Quản lý và điều trị F0 tại nhà hiệu quả, giảm quá tải cho các cơ sở y tế, tạo niềm tin cho người bệnh khi mà không cần phải trực tiếp đến gặp bác sĩ. Trong năm 2019, khi dịch COVID-19 tấn công và lan rộng, mô hình khám chữa bệnh từ xa càng cho thấy những hiệu quả thực tiễn, phù hợp, thích ứng với bối cảnh phòng chống dịch. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng các bệnh viện cơ sở đã tiếp nhận tổng số lượt tư vấn là gần 2.000 ca, số ca phải chuyển viện là 100 ca, các ca điều trị thành công là gần 1.000 ca.
tôi nhân rộng được số lượng các bệnh viện tham gia vào telehealth. Hiện nay chúng ta đã có hơn 100 bệnh viện trong chương trình telehealth của Bệnh viện Đại học Hà Nội. Cái hiệu quả thứ hai thấy rõ nhất đấy là rất nhiều các trường hợp bệnh mà không cần phải chuyển tuyến. Khi Covid xảy ra thì cái việc chuyển tuyến là rất phức tạp. Cái thứ ba, cái việc rất quan trọng nữa đấy là chúng ta đã nâng cao được cái chất lượng đào tạo của bác sĩ. Trước đây chúng ta chỉ có một kênh đào tạo duy nhất trực tiếp mà hiện nay chúng ta có thể đào tạo trực tuyến. Mặc dù còn nhiều khó khăn cần được khắc phục như hành lang pháp lý, cơ sở hạ tầng kết nối, thế nhưng đến nay với những hiệu quả mang lại, khám chữa bệnh từ xa được xem là cánh tay thứ ba của người thầy thuốc qua hội chẩn từ xa, đa trung tâm, đa bệnh viện, giúp cho người bệnh có nhiều cơ hội được điều trị thành công hơn, giảm gánh nặng chi phí, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong bối cảnh dịch bệnh. Nhóm cố vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Australia đang xem xét đẩy nhanh thời gian chờ để tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 từ 5 tháng xuống còn 4 hoặc 3 tháng. Truyền thông Australia cho biết, nhóm cố vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Australia đã họp bàn về đề xuất rút ngắn khoảng thời gian chờ tiêm mũi tăng cường từ 5 tháng xuống còn 4 hoặc 3 tháng tính từ khi tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ hai và sẽ sớm công bố thông tin chính thức trong tuần này. Nếu được thông qua, đây là lần thứ hai nhóm này điều chỉnh thời gian chờ tiêm mũi vaccine tăng cường sau khi đã cho phép rút ngắn từ 6 tháng xuống còn 5 tháng vào tuần trước. Một số chuyên gia y tế hàng đầu của Australia đã hối thúc chính phủ xem xét lại kế hoạch mở cửa biên giới quốc tế trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron đang tăng đột biến trong nước. Chính phủ Indonesia đã đưa ra 5 biện pháp tăng cường giám sát trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm 2021 và năm mới 2022, gọi là Nataru, nhằm gia tăng khả năng ứng phó với nguy cơ tăng đột biến các trường hợp mắc COVID-19. Trước sự gia tăng nhanh chóng số lượng bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron trên toàn cầu, chính phủ Indonesia đã đưa ra 5 biện pháp triển khai trong dịp lễ cuối năm, bao gồm chuẩn bị các kịch bản phòng chống dịch trước và sau các dịp lễ 7 ngày, tăng cường nhân viên kiểm soát các địa điểm tập trung đông người, đẩy nhanh xét nghiệm, bắt buộc sử dụng ứng dụng giám sát sức khỏe Peduli Lindung, và cuối cùng là đẩy mạnh truyền thông kêu gọi người dân cảnh giác trước dịch bệnh. Indonesia đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm biến thể Omicron với nguồn lây được cho là từ bên ngoài nước này. Các nhà khoa học Nam Phi đang tìm hiểu giả thuyết về mối liên hệ giữa sự xuất hiện của các biến thể nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 với các đột biến xảy ra ở những bệnh nhân mắc COVID-19, vốn đã bị suy giảm miễn dịch do các nhân tố khác, trong đó có người nhiễm HIV, không được điều trị. Theo giáo sư đứng đầu quỹ phòng chống HIV ở Cape Town, Nam Phi, bình thường hệ miễn dịch của con người sẽ đào thải một virus khá nhanh, song ở một số người bị ức chế miễn dịch, virus vẫn tồn tại và nhân lên. Khi nhân lên, virus có thể tạo ra các đột biến. Đầu năm nay, tại một bệnh viện của Nam Phi, một phụ nữ liên tục có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong gần 8 tháng. Và virus này đã trải qua hơn 30 lần biến đổi gen. Theo chuyên gia, đây là những trường hợp rất hiếm gặp, song có thể lý giải những người bị ức chế miễn dịch có thể là nguồn khiến virus đột biến. Ở Nam Phi, gần 8 triệu người đang sống chung với HIV, song khoảng 1/3 trong số này hiện không dùng thuốc điều trị. Các nhà khoa học hy vọng mối quan ngại về sự liên quan giữa các biến thể của virus SARS-CoV-2 và HIV có thể thúc đẩy hành động toàn cầu lớn hơn trong bối cảnh cuộc chiến chống HIV đang bị bỏ lại phía sau do đại dịch COVID-19 tại một số khu vực trên thế giới. Tâm lý của người tiêu dùng Đức tiếp tục xuống dốc trong tháng 12 năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế số 1 châu Âu này đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát gia tăng và dịch bệnh COVID-19 với nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Omicron. Theo kết quả khảo sát do Công ty Cung cấp Dữ liệu và Phân tích Hàng hóa Tiêu dùng GfK của Đức công bố vào ngày 21 tháng 12, chỉ số triển vọng tiêu dùng tại Đức đã giảm từ mức dự báo âm 1,8 xuống âm 6,8 trong tháng 12 này. Tỷ lệ lây nhiễm cao trong đợt dịch thứ tư buộc Đức siết chặt các biện pháp hạn chế, cùng với việc giá cả hàng hóa tăng cao là những yếu tố đè nặng tâm lý người tiêu dùng ở Đức. Chuyên gia cảnh báo sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron có thể nhấn chìm những triển vọng trong năm mới. Trong vài tuần qua, Đức đối mặt với áp lực số ca nhiễm mới gia tăng, đồng thời nhiều khả năng bùng phát đợt dịch thứ 5 do sự lây lan của biến thể Omicron.